Giá vàng hôm nay 17 tháng 9 cập nhật diễn biến mới nhất thị trường. Giá vàng trong nước Quy đổi theo giá ngân hàng, vàng thế giới tương đương 55,14 triệu đồng một lượng, thấp hơn 1,63 triệu đồng một lượng so với mức vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức giá phổ biến 56,20 triệu đồng một lượng mua vào và 56,90 triệu đồng một lượng bán ra. Tranh lệch mua vào và bán ra thu hẹp còn chưa đến 1 triệu đồng một lượng. Phiên giao dịch sáng thứ năm ngày 17 tháng 9, hệ thống bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng đồng thăng long giao dịch tại 54,31 triệu đồng một lượng mua vào và 54,96 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC tại bảo tín Minh Châu giao dịch ở mức 56,33 triệu đồng một lượng mua vào và 56,65 triệu đồng một lượng bán ra. Tranh lệch giá mua và giá bán khoảng 300.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,30 triệu đồng một lượng mua vào và 56,82 triệu đồng một lượng bán ra. So với mở phiên giao dịch liền trước, giá vàng tranh lệch giá mua và bán khoảng 500.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới Chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, theo Kitco, giá vàng giao ngay tăng 0,73% lên 1.967 USD một ao vàng giao tháng 12 tăng 0,41% lên 1.975 USD một ao. Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư, giá vàng trên thị trường quốc tế tăng khá nhanh trong các ngày qua, chủ yếu do đà sụt giảm của đồng USD trên thị trường quốc tế, do đồng euro tăng giá và giới đầu tư lo ngại về triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, vàng tăng giá cũng chủ yếu do đồng USD giảm và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ xuống mức thấp. Vàng tăng giá bất chấp nhiều thị trường chứng khoán vẫn tăng mạnh hơn nữa giá vàng có thời điểm cũng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Mỹ gia tăng cùng với căng thẳng nhiều mặt giữa Mỹ và Trung Quốc chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,25 triệu đồng một lượng giá bán ra là 56,75 triệu đồng một lượng cùng tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa giao dịch sáng chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua 500.000 đồng một lượng tương tự với SJC cùng thời điểm chiều 16 tháng 9, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,30 triệu đồng một lượng mua vào và 56,70 triệu đồng một lượng bán ra, cùng tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên giao dịch. Chênh lệch giá mua và bán vàng vẫn duy trì ở mức 400.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 tại thị trường Mỹ cũng tăng trở lại lên mức 1.965 USD một ao. Theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD bằng 23.270 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 55,09 triệu đồng một lượng, thấp hơn 1,66 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm cuối ngày 16 tháng 9. Giá vàng tăng cao hơn khi đồng USD sụt giảm nhanh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày 15-16 tháng 9 theo giờ Mỹ, phép giữ nguyên lãi suất ở mức 0-0,25%. Giá vàng hôm nay 17 tháng 9 lao lên trước diễn biến bất ngờ. Trong ngày 16 tháng 9, giá vàng thế giới có nhiều thời điểm liên tục đi lên, từ 1.954 USD một ao vọt lên 1.965 USD một ao, rồi tiếp tục leo lên 1.974 USD một ao. Sau đó, giá vàng giảm dần và đến đầu ngày 17 tháng 9 tạm dừng ở mức 1.959 USD một ao. Giá vàng tiếp tục tăng do USD vẫn còn suy yếu so với nhiều đồng tiền khác. Các đại gia vàng quốc tế tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra. Riêng quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Share bán với số lượng rất nhỏ với 430 kg vàng. Trong khi đó, giá cổ phiếu tại Mỹ giảm, chứng khoán châu Âu, Nhật Bản thì xanh sàn. Lúc 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam, cục dự trữ liên bang Mỹ Phép công bố giữ nguyên lãi suất 0% đến 0,25%. Trong khi đó, thị trường vàng quốc tế đóng cửa giao dịch lúc 2 giờ cùng ngày nên việc Mỹ không thay đổi lãi suất chưa tác động đáng kể đến giá vàng. Dự báo, khi thị trường mở cửa giao dịch trở lại vào lúc 6 giờ ngày 17 tháng 9, giá vàng sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ. Việc Fed không thay đổi lãi suất khiến giới phân tích dự báo sẽ có một đợt bán tháo USD, đồng nghĩa giá trị của đồng tiền này có thể tiếp tục bốc hơi, tạo đà cho giá vàng tăng lên. Nói về xu hướng của lãi suất, không ít nhà phân tích cho rằng trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ, Fed sẽ không đưa ra lãi suất xuống dưới 0%, lãi suất âm, nhằm tránh bị thị trường đánh giá việc giảm thêm lãi suất là do tác động từ các ứng viên Tổng thống. Như thế, trong thời gian tới, có thể đồng USD sẽ giảm giá không nhiều, làm cho giá vàng chưa thể tăng đột biến. Tuy vậy, dưới góc độ kỹ thuật, giới đầu tư quốc tế cho biết giá vàng đã vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự và đang hướng tới 1.980 USD một ao. Ngược lại, nếu giá vàng lùi về 1944 USD một ao thì sẽ tiếp tục tuột về vùng 1934 đến 1920 USD một ao. Tại thị trường vàng Việt Nam, vào cuối ngày 16 tháng 9, giá vàng SJC đã tăng 200.000 đồng một lượng, từ 56,55 triệu đồng một lượng lên 56,75 triệu đồng một lượng, cao hơn 1,9 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới quy đổi là 54,8 triệu đồng một lượng. Giá xăng dầu hôm nay 17 tháng 9 giữ đà tăng vọt, trong bối cảnh dự trữ dầu thô của Mỹ giảm và hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi của nước này bị gián đoạn, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng mạnh tiến đỉnh 3 tháng. Tính đến đầu giờ sáng ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 2020 đứng ở mức 40,50 USD một thùng, tăng 0,09 USD một thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 16 tháng 9, giá dầu WTI giao tháng 11 2020 đã tăng 1,8 USD một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11 2020 đứng ở mức 42,37 USD một thùng, tăng 0,15 USD một thùng trong phiên và đã tăng 1,72 USD một thùng so với cùng thời điểm ngày 16 tháng 9. Giá dầu ngày 17 tháng 9 tăng mạnh chủ yếu do thị trường ghi nhận thông tin dự trữ dầu thô Mỹ giảm và nguồn cung dầu từ quốc gia này bị gián đoạn. Cụ thể, ngày 15 tháng 9, hơn 25% hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi của Mỹ đã bị ảnh hưởng và các cảng xuất khẩu dầu bị đóng cửa sau khi cơn bão Sally đổ bộ vào vùng xuyên hải vịnh Mexico của Mỹ. Ở diễn biến khác, cũng trong ngày 15 tháng 9, viện dầu mỏ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 9,5 triệu thùng trong tuần trước. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự báo được giới phân tích đưa ra trước đó rằng dự trữ dầu thô Mỹ sẽ tăng 1,3 triệu thùng. Giá dầu hôm nay còn được hỗ trợ bởi thông tin Mỹ sẽ sớm có vaccine COVID-19 trong thời gian tới và kỳ vọng của giới đầu tư vào việc Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất thấp cũng như triển khai các gói hỗ trợ kích thích kinh tế mới. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết như sau. Giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.266 đồng một lít

giảm 240 đồng 1 kg